Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vương Văn Hiệu của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết hợp hàm index và hàm max để dò tìm giá trị trong một bảng dữ liệu. Giả sử mình có một bảng dữ liệu gồm có tên các cửa hàng, có 4 cửa hàng thì doanh thu bán được tương ứng của các cửa hàng trong 3 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Bây giờ giả sử mình muốn tìm doanh thu của cửa hàng 3 bán trong tháng 2 là bao nhiêu thì mình sẽ sử dụng hàm index. Rồi mình sẽ thập số thứ nhất, mình sẽ chọn cái vùng dữ liệu là doanh thu từ ô C8 đến ô E11. Thì tham số thứ hai của nó là cái vị trí của cái dòng trong cái vùng dữ liệu mà các bạn chọn. Thì các bạn nhìn thấy doanh thu của cửa hàng 3 bán trong tháng 2 đúng không? Thì trong cái vùng dữ liệu mà các bạn chọn đây thì nó ô 30.000 này thì nó ở vị trí dòng là thứ 3. Dòng thứ 3. Còn cột của nó là vị trí thứ 2. Cột vị trí thứ 2. Ok, thì kết quả đó là 30.000. Ví dụ như trong cái bảng dữ liệu này là có ít dòng với ít cột thì các bạn nhìn nhanh luôn là doanh thu của cửa hàng 3 trong tháng 2 của nó là 30.000. Ví dụ như là nó có nhiều, chẳng hạn nó có nhiều tháng và nhiều cửa hàng thì các bạn tìm bằng cách thủ công, bằng cách nhìn mắt thì nó sẽ rất là lâu đúng không? Để bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách kết hợp hàm index với hàm max để chúng ta có thể tự động dò tìm khi mà cái bảng dữ liệu nó nhiều. Thì mục đích của hàm index của chúng ta là chúng ta tìm xem là cái vị trí, ví dụ là mình đang tìm cái doanh thu của cửa hàng 3 trong tháng 2 là cột 3 là 30.000 đúng không? Thì mình, mục đích của mình hàm index, mình chỉ cần xác định được cái vị trí 30.000 này nó ở dòng thứ mấy và cột thứ mấy. Vậy 30.000 nó ở dòng thứ 3, trong bảng dữ liệu này nó ở dòng thứ 3. Đây, 1, 2, 3. Đó, 1, 2, 3. Cột thứ 1, cột thứ 2. Thì hai cái tham số cuối này, thứ tự dòng và thứ tự cột, mình sẽ sử dụng hàm max. Đây, giả sử mình muốn tìm cửa hàng 2 chẳng hạn. Mình tìm cửa hàng 2 nó ở số tự dòng, số thứ tự dòng thứ mấy đúng không? Mình sử dụng hàm max. Đây, cái vùng dữ liệu cửa hàng của mình nó có 4 cửa hàng. À xin lỗi, max đầu tiên cái giá trị tham số đầu tiên phải là cửa hàng 2. Rồi, tham số thứ 2 là cái vùng dữ liệu. Tham số thứ 3 là số 0, các bạn gọi số 0 để tìm kiếm chính xác. Thì cửa hàng 2 nó có số thứ tự dòng ở vị trí thứ 2. Đúng không? 1 2 3 4. Đây 1 2 3 4 thì cửa hàng 2 là vị trí thứ 2. Rồi, ví dụ mình tìm tháng 2 thì số thứ tự cột của tháng 2 là bao nhiêu, mình cũng sử dụng hàm max. Tháng 2 đây, vùng dữ liệu của mình là từ tháng 1 đến tháng 3. Rồi 0. Thì tháng 2 nó ở nằm trong cột thứ 2. Bây giờ mình thay đổi cái cửa hàng 2 này, bây giờ mình muốn thành cửa hàng 3 chẳng hạn. Thì các bạn thấy là nó sẽ tự tìm ra cái số thứ tự dòng của cửa hàng 3 là ở vị trí thứ 3, là cái cửa hàng 3. Cửa hàng 4 thì số thứ tự dòng của nó là 4 đúng không?
Bây giờ tháng tháng 1 chẳng hạn thì số thứ tự dòng của nó là 1. Tháng 3 thì thứ tự của nó là tháng 3 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sửa lại cái công thức hàm index này như sau. Tham số thứ hai là thứ tự dòng đúng không? Mình chọn luôn ô này. Rồi, tham số thứ ba là thứ tự cột, mình chọn luôn ô này. Cái thực tất là mình đang dùng hàm max đó. Ok. Doanh thu của cửa hàng 4 bán trong tháng 3, đây cửa hàng 4 bán trong tháng 3 là 17.520 đúng không? Bây giờ mình sửa lại thành cửa hàng 2 đi. Thì các bạn thấy nó tự nhảy cửa hàng 2 đây, trong tháng 3 là 36.520. Đó, trong tháng 1. Thì các bạn chỉ cần ngó cái tên cửa hàng với tên tháng vào đây thôi thì tự động nó tìm dữ liệu cho chúng ta. Còn ví dụ các bạn không có muốn để cái tên cửa hàng với số thứ tự này chẳng hạn, các bạn sử dụng luôn cái hàm max. Tại cái đây là mình ngó ra để mình giải thích cho các bạn cách sử dụng hàm max là như vậy thôi. Bây giờ cái này mình ngó luôn hàm max vào đây. Max. Đây nhá, cái này mình để lại đây thành cửa hàng đi. Cửa hàng 2 rồi tháng 1 chẳng hạn. Thì đây hàm max của mình sẽ sửa lại thành max. Cửa hàng vùng dữ liệu R0. Rồi tiếp ô C17 mình sẽ sử dụng hàm max tiếp. Tháng vùng dữ liệu là từ tháng 1 đến tháng 3. Ok, 0. Đó, thì kết quả đây mình xóa cái này đi. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần sửa lại cái tên ở trên đây thôi. Ví dụ cửa hàng 3. Đó, kết quả là 25.650 trong tháng 3 luôn. Kết quả là 30.450. Các bạn để ý là mỗi lần giá trị tìm kiếm được ở cái ô doanh thu này thì nó sẽ tự động bôi màu trên cái bảng dữ liệu ở trên đây. Ví dụ bây giờ mình chọn cửa hàng là cửa hàng 2 trong tháng 2 chẳng hạn. Đã, thì cái ô doanh thu của chúng ta là 35.250 thì nó sẽ tự động bôi màu cái dữ liệu tìm được ở trên cái bảng trên này. Thì mình có làm một cái video khác hướng dẫn các bạn cách tự động tô màu cái dữ liệu như thế này. Mình để cái đường link video ở bên dưới cái phần mô tả của video này để các bạn tham khảo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu thấy video này hay thì các bạn hãy chia sẻ cho những người khác cùng xem. Nếu có cái thắc mắc hay là câu hỏi nào thì các bạn cứ comment ở bên dưới video. Mình sẽ trả lời các bạn trong cái khả năng của mình. Để ủng hộ mình có tinh thần động lực làm nhiều video khác thì các bạn nhấn nút đăng ký ở đây. Đây các bạn nhấn vào đăng ký này. Rồi sau đó nó xuất hiện cái chuông thì các bạn nhấn vào cái chuông này. Đã, sau khi nhấn vào cái chuông các bạn sẽ thấy nó có hai cái sọc ở hai bên này. Tức là mỗi lần mà mình đăng cái video mới lên ấy thì nó sẽ thông báo cho các bạn để các bạn biết, các bạn vào xem. Ngoài ra thì các bạn có thể vào cái kênh của mình, đây kênh YouTube của mình tên là Vương Văn Hiệu này, các bạn bấm vào đây. Các bạn vào đây thì trong cái kênh này mình có chia sẻ nhiều các cái video khác về thủ thuật Excel, thủ thuật máy tính. Thì các bạn vào phần video này. Đã, các bạn có thể xem các cái video mình chia sẻ khác ở trong đây rất là nhiều. Mấy cả về thủ thuật máy tính này, thủ thuật buộc. Rồi trong đây là danh sách phát, mình cập nhật theo từng cái chủ đề một. Thủ thuật
thuật PowerPoint, thuật Excel. Dạ, xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.